Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Minecraft Real Life Minecraft. Trời ơi, đồ phỏng cái tên nó khó đọc phải nồi anh em ạ. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gọi là sinh tồn trong ngôi nhà của chúng ta. Và trong tập trước thì mình đã kiếm được một cái ngôi làng để mình sinh tồn nè anh em. Thì ơi, cháy nhà rồi. Oh my god. No. Trời, cái gì đây? Cháy nhà mất tiêu rồi. Holy shit. Ủa tự nhiên, Ủa sao tự nhiên cháy nhà vậy? What the hell? Oh no. Tiếng gì? Ủa skeleton. Skeleton nó đang cầm một cái càng anh em ơi. Ôi nó thổi mình nè. Mày. Ôi mình đánh không được. Mình đang ở trong làng mình đánh không được các bạn ơi. Oh no no. Ây da. Sao cái con skeleton nó đang cầm cái càng, nó cứ đi theo mình, nó thổi với người mình, cái mình bị văng ra các bạn ơi. Ôi mà mình đánh nó không được. Mình đang trong làng mình không đánh được. Mày. Ây da, đánh không được. Ây da. Thôi, coi như xong rồi. Mình bị cháy nhà rồi các bạn ơi. Mình bị cháy nhà rồi. Rồi xong tôi rồi. Ok, bây giờ mình nghĩ là Ui. Tưởng tượng đâu đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với game Real Life Minecraft nha anh em. Thì hôm nay sau khi mà một thời gian mình chơi thì mình thấy là mình nước quá, cho nên là hôm nay mình có mời đến một YouTuber cực kỳ nổi tiếng, anh Zero Official. Ta-da! Chào mọi người đi anh. Hello các bạn. Thì hôm nay là mình mời anh Siro vào trong đây chơi chúng mình á. Là anh Siro sẽ hướng dẫn cho mình chơi, bởi vì mình biết là mình nướp cái game này lắm, cho nên là phải có anh Ro hướng dẫn, mấy bạn hiểu không? Đó. Rồi, ok, anh Ro, bây giờ em sẽ làm đệ tử của anh nha. Ok. Rồi. Anh em hồi trước em chơi sinh tồn này thì em thường hay làm gì? Em chơi á thì vào á thì em sẽ là chặt gỗ trước. Bây giờ thì anh có một cái mới với em nè. Giờ em vô đập lá cây trước đi. Đập lá cây hả? Ok. Đó thì nói chung là kiểu như là cái mod này nè, là em coi người ta chơi trên mạng rồi, sau đó em làm theo, chứ em cũng chưa có tìm hiểu nhiều. Đó. Ok rồi anh ơi, chúng ta đi thôi nào. Rồi. Em đây. Hồi tập trước là anh có coi em chơi là em chết đúng không? Đúng rồi. Em chạy quá đúng không? Đây tập này để anh chỉ em nè. Em thấy là anh chạy không? Ok. Em thấy nè. Cái này nè. Xin lỗi anh. Cái dungeon này á, bây giờ á anh em mình muốn giàu á, không thể nào mà đi kiếm mà là vòng vậy hoài được. Mình sẽ vô cái dungeon này mình đi mình hốt đồ trước. Là mình sẽ vào trong đây để mình lượm đồ trước hả? Đúng rồi, nhưng mà sao okay. Có rất là nhiều quái. Ok, không sao, quái này em cũng chơi hết. Trời, em sợ gì mấy con quái. Không, anh em mình đâu có cần phải đặt quái đâu, vẫn lấy đồ được mà. Vậy sao vô quái đông quá sao đập được? Em cứ đi em kiếm flint trước đi anh chỉ ra. Ok. Đi kiếm mấy cái que đúng không? Không, mấy cái flint á, mấy cái flint là gì? Sỏi á, cái kia. À, sỏi hả? Ok, rồi để em đi kiếm. Qua đây, anh qua đây nè, qua đây lấy flint đây nè. Đâu anh? Chỗ nào? Đây em thấy tên anh nè. Ủa phải không? Ủa không phải anh Rô. Ủa cái này đâu phải tên Rô đâu. Ôi chết. Anh Rô rồi. Bên này anh bên đây. Đấy, anh bên đây. Anh bên đây là bên đâu? Anh ơi, anh đang ở đâu? Anh đang ở đây. Ở đâu? Em bị lạc rồi. Ok, em thấy anh nè, để em qua nha. Trời. Nè, flint nè. Lấy mấy cái flint này. Ôi, có cái nhà dân làng cả anh ơi. Không, nhà này đâu có ở được. Ủa này nhà hoang hả? Ok. Đúng rồi. Lượm cái này đúng không? Đúng rồi, em lượm chừng nào mà nó ra cái cục này nè. À, cái này thì em biết, hôm qua em có làm thử rồi. Ủa à? Đây, em lượm được mấy cục rồi nè. Rồi, cây anh bây giờ mình làm gì nữa anh? Em nhấn ship đi, mỗi lần mà em chặt được cái gì á, nó rơi ra em khỏi cần lượm bình thường đâu, em nhấn ship cái là tự động vô kho đội mà. Ok. Này hôm qua là em phải lích chuột, em lượm. Rồi bây giờ em lượm được mấy cái đá lửa nè, giờ mình làm gì nữa? Đây, em cầm đá lửa xem nhấp chuột phải vô cục đá nè. Ok. Nhấp lên trên cái mặt trên. Đó, đúng rồi. Ủa rồi. Ủa sao nó vắng mất tiêu rồi? Lâu, anh lấy của em. Rồi bây giờ mình làm gì nữa anh? Ôi. What the hell? Sao em chết rồi? Ủa gì đâu con? Ở tự nhiên em đang đứng im. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi. Chuyện gì xảy ra vậy anh? Rồi coi rồi, giờ mình làm gì nữa anh?
Nè cục liên nè, anh giữ lại cục liên cho em nè. Đâu đâu đâu, ok. Ủa rồi con đó đâu rồi? Anh giết chết rồi. Trời, sao em dễ chết mà anh sống dai vậy? Tại nãy em di chuyển nó sẽ đánh em phải đứng yên, xem mình phải giam chọt nó. À, con nói là mình phải đứng yên mà. Ok, trời, núp quá. Rồi giờ mình làm gì nè anh? Bây giờ em có que đúng không? Bây giờ em sẽ chế tạo một cây dao sắc thịt giống anh nè. Thôi hết rồi, từ em đi lấy que. Nè, có que nè. Cho em đi. Em thiếu que. Ok. Chế thì cái này thì em cũng có biết vài công thức chế rồi. À. Ok, có dao nè. Tại đây em có dao nè. Mấy cỏ này. Ok. Rồi là mấy cái dây trong cái cỏ này nha. À ok. Em biết chế cái flint hắc chết chưa? À cái cây rượu hả? Đúng rồi. À biết em biết rồi. Rồi đầu tiên em cứ chế cây rượu đi. À ok. Bây giờ em phải đi lấy thêm que đã, hết que rồi. Rồi bây giờ em sẽ chế tạo dây nè. Rồi từ dây rồi em sẽ chế ra cái cây rìu đúng không? Đúng ok rồi. Đây kế được cây rìu nè. Đó. Rồi em đi chặt cây. Ok để em đi chặt cây. Ồ chết rồi Phong ơi. Gì anh ơi? Anh bị cái con quỷ hồi nãy làm què giò rồi. Ủa rồi bị què giò rồi sao? Rồi giờ mình cách nào mình trị thương? Giờ anh không có đi nhanh được, giờ anh đi chậm thôi. Tức là xíu nữa anh phải nằm ngủ anh mới hết. À ok. Rồi em đã chặt được gỗ rồi nè, một cây nè. Ở đây chặt thêm cây nữa. Ê anh, có cái con bướm trên đây, em nghe nói mấy bạn fan bảo là mấy con bướm này nó giúp cho mình hồi máu được đúng không anh? Đúng rồi, mấy con này giúp cho mình hồi máu mà. Ủa vậy anh lại gần cho nó hồi máu cho anh đi, em thấy anh bị hết máu rồi nè. À, anh 5, hết máu hả? 5 56 máu. Ừ em thấy anh có 5 6 máu à. Anh lại. Ủa, gần anh cho nó hồi máu. Luôn rồi nè. Rồi để em coi nó có hồi máu thiệt không nha, để em xem coi. Em sẽ lít cho người luôn. Ôi đúng rồi nè, nó hồi máu nè. Đó, hồi máu nhưng mà hồi ít lắm. Ờ lên được 69 máu nè, 71 máu nè. Ok, chờ cho nó hồi đến 100 luôn đúng không? Ê, đừng có đi. Ê, lại. Ủa gì vậy? Gì vậy? Ôi. Ủa cái con này mình làm gì mình giết nó chi anh? Giết lấy thịt em, anh đói ơi. À ok. Giết nó lấy thịt đó một. Mày nè. Cái đồ dao chém cho nhanh má. Em hư dao luôn rồi. Sao anh chế được cái cây con kiếm, cái cây kiếm bé xíu rồi, chỉ em đi. Em lượm mấy cục đá nhỏ xong rồi em gộp nó thành một cái cây dao bự. À ok. Em gộp thành một cục đá bự. Là mấy cục đá nhỏ dưới đất này đúng không? Phong ơi, Sao anh? Tay người, kiếm cù Phong ơi, khoan. Kiếm tối hả? Tối hả? Kiếm cù, chơi tối gì kia. Ok, rồi từ phan từ. Anh cho em ít thời gian để em làm cái kiếm cho em nè. À cái cục đá bự sao mình bỏ như thế này. Ủa không phải. Rồi sao nữa? Em để xéo á. À để xéo hả? À ok được cái kiếm nhỏ nè. À. Kiếm này đi kiếm cụ không ơi. Cái cây kiếm này nhỏ y hệt như cái kiếm của Andro vậy đó. Anh biết mình nói về cái gì nha. Ok. Ủa rồi bây giờ cụ ở đâu đây? Trời. Ôi, sư tử anh ơi, chạy. Sư tử chạy. Ôi anh, nó cũng dí em nè, chạy. Sư tử dí. Phải rồi. Ôi, rồi game này, ơi Phong game này logic lại sư tử nó đánh cả khủng long luôn. Phải rồi, con sư tử mà nó ăn luôn con khủng long này không biết nói sao luôn anh. Phải rồi thật. Ơi. Từ, bây giờ ban đêm này bây giờ anh em mình đi tìm mấy con zombie này đánh cho lên cấp 5 trước đi xong rồi mình nâng skill từ từ lên. Dạ ok anh. Ủa gì anh? Gì anh? Ôi, ủa gì vậy? Reaper tàng hình luôn á, gì ghê vậy? Ui. Ui, em mới thấy nó chớp nè. Mày. Ok. Được em ơi. Ôi nó rơi ra gì nè? Được cái này là gì vậy? Được cái. Cái cây đó đam nó tao co to hơn cái cây dao nhỏ này tí. Thôi anh cầm đi. Em ủa rồi. Em cầm đi. Anh cầm cái này anh chơi được mà. Ủa em mới vứt ra nó mất tiêu rồi. Nè đây nè ba. Nhấn ship. À ok lượm được rồi. À ok vậy em lấy cây này xài nha. Ôi cái này đẹp thế. Có màu sắc lấp lát lấy nè. Bên kia có con gì kìa anh ơi. Bên kia con gì kìa. Con này không đánh mình. Ủa không đánh mình hả? Con này không đánh mình. Ôi nhìn con này rất là hiền. Nhìn nó ghê quá. Nhưng mà đi lại gần nó là ăn cứt đó em. Ủa sao? bị nhiễm độc với cả là nước bây giờ đang bị lạnh. À ok hồi gì đi. Ôi em nghe nói là skeleton trong này là nó bắn một phát là chết đúng không? Ngay đầu. Phải rồi. Vậy sao mình chơi lại? Ủa skeleton anh ơi. Né đó skeleton. Bên đây có gì phát sáng rồi, như làng đó. Ok từ đây em qua. Nhện ơi, con nhện anh ơi. Chạy đi. Ôi không phải làng.
Ôi ôi, em bị khát nước anh ơi, cứu em. Cứu em anh ơi. Qua đây em, qua đây em, qua đây em, qua đây em. Ui con nhện bị sét đánh kìa. em đang bị chậm, em đang bị chậm. Cứu em, cứu em, không thấy đường, không thấy đường. Ok các bạn ơi, thì mình nói thật với các bạn nè, là bởi vì á là bọn mình cái game này rất là khó, và mình á thì mình mới chơi, cho nên là mong các bạn sẽ cho phép mình sử dụng lệnh để mình tơi bơi đến chỗ anh Siro thôi, chứ mình không sử dụng lệnh để mình lấy đồ hay gì nha. Mình chỉ sử dụng lệnh để mình tơi bơi thôi, để bọn mình dễ gặp nhau thôi. Ôi 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 ôi, con gì đánh em anh ơi, cứu em anh ơi. Mày nhóc, mày hả nhóc, mày có anh Siro tao ở đây tao không sợ đứa nào. Chết rồi. Ai skeleton, skeleton. Em bị mù anh ơi. Em bị mù. Ây da. Ui, con gì nó cắn em. Chạy qua cho anh. Em vừa bị bể đầu, vừa bị gãy chân tùm lum la luôn. Trời ơi chết rồi. Chạy lên. Ây da, đau quá. Cứu kia. Giết nó đi anh. Mày. Ta chọc thích tù nào, ta cùng chọc thích tù. Ok. Vậy em được hai cái len nè. Không chơi không lấy cái que chọn cái đứt nguồn luôn. Chứ giờ em có kiếm đâu, em chết rồi. Từ để em kiếm thêm con. Anh được bao nhiêu cái len này? Đây để anh cho em một cái dao nè. Đó em, dao nè. Em được có hai len nè. Ok. Anh cũng được hai len nè. Giờ mình kiếm thêm cụ thôi. Kiếm thêm một con. Kiếm thêm hai con nữa chứ nhầm. Ôi ở đây có một cái tòa thành bỏ hoang nè Phong ơi. Trong đó nó có đồ không anh? Anh không biết nữa nhưng mà nói chung là mình cứ vô đây mình trú trước đi. Ít ngày trong mấy cái công trình này nó sẽ không có zombie với các thứ rồi. Ơi anh, cái thịt thúi á mình ăn mình có bị độc không? Có. À vậy thôi, vậy em bỏ. Em tính làm thịt thúi em ăn nhưng mà thôi bỏ. Chỉ có mấy cái thịt sống ăn mới không bị gì hết. Ây da. Ơi anh, mấy cái tơ nhờ anh á, mình đập ra xong mình làm thành len được không? Không. Ủa không được à? Em tưởng là tơ nhờ anh mình làm hành len được chứ. Từ từ Phong ơi, ngoài có zombie Phong ơi. Ok anh ơi, anh yên tâm đi, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Em đi theo anh mãi thôi. Em không rời xa anh đâu, yên tâm. Ôi zombie. Ôi skeleton. Skeleton đó, chạy. Skeleton đó anh, skeleton kia. Đâu? Kia. Ôi. Chạy. Ro. Tại sao Ro lại chết? Tới bên em đi anh, tới bên em đi. Ok. Em khát nước rồi, em chạy đi kiếm hồ nước nè. Ok. À hồ nước. Để em uống nước nè. Trời mấy bạn ơi. Cũng may là mình tơi bơi, mình có lệnh tơi bơi á, chứ thôi bọn mình sẽ bị lạc nhau. Mình mong các bạn sẽ cho phép bọn mình tơi bơi nha, và những tập sau mình sẽ kiếm giường được rồi, bọn mình sẽ không tơi bơi đâu, mình hứa các bạn luôn. Tại tập đầu mà, cho nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Mày. Đánh liên tục thôi. Ây da. Lắc. Mày hả mày. Ui. Ây da. Ở bên dưới đây nha. Em để ý có những con quái gì đó nhìn rất là lạ luôn. Ui. Có con gì đó đẩy em ra anh ơi. Ôi skeleton sau lưng anh kìa. Anh rô cái chân. Sau lưng anh. Chạy. Ây da. Chết em rồi. Phải rồi. Ôi skeleton sau lưng anh kìa. Có skeleton sau lưng anh kìa. Con này làm gì? Con này là chị thổi kèn cho mình vui coi nghe không? Ây da. Thổi em văng ra ngoài luôn nè. Đó là chị thổi cho mình vui thôi. Nó không làm gì được mình à? Ừ không làm gì. Phải nồi. Ôi sao nó quýnh được kìa. Con này nó quýnh được nhưng mà quýnh của nó không có thốn máu. Ơi táo. Nè cầm đi lấy đi. Ôi có cây mọc táo để cho mình ăn luôn, hấp dẫn chưa? Hấp dẫn vãi nồi. Game hấp dẫn vãi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ anh sư phụ Siro đã hướng dẫn cho mình chơi, và mình đã có cái vẻ là mình đã thông minh hơn được tí trong cái game cái tên khó đọc quá, Real Life Craft rồi đó. Thì mình nghĩ là nếu như các bạn thích mình tiếp tục làm thì các bạn hãy nhớ like ủng hộ cho mình nha. 3.000 like mình sẽ ra tập tiếp theo nha. Ok, còn bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây vì mình nghĩ là tập này đã dài rồi. Và tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Các bạn nhớ là hãy like ủng hộ cho mình video này nha. Và đừng quên subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình và kênh YouTube của anh Siro đó nha. Và đăng ký ủng hộ cho các thành viên của team Hero nữa nha mấy bạn. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.